cái bài nói về ý thức xã hội, và chúng ta đã hiểu được những khái niệm cơ bản, đó là ý thức xã hội, khái niệm tồn tại xã hội, thấy được vai trò quyết định của ý thức xã hội đối với lại vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội. Thì tôi nhắc lại một chút, ý thức xã hội nó là toàn bộ cái đời sống tinh thần là gì ở của xã hội, còn tồn tại xã hội nó là toàn bộ những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, nó bao gồm ba yếu tố: một đó là phương thức sản xuất, hai là hoàn cảnh địa lý, ba nữa là điều kiện dân số. Thế và chúng ta lại hiểu được cái tồn tại xã hội nó quyết định ý thức xã hội như thế nào, và thấy được cái tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội. Mặc dù tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, nhưng ý thức xã hội có tính độc lập tương đối. Mấy cái tính độc lập tương đối chúng ta nên nghiên cứu. Một, ý thức xã hội nó thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội. Hai nữa là gì? Cái tính vượt trước của ý thức xã hội. Ba là tính kế thừa của ý thức xã hội. Và bốn nữa, giữa các hình thái ý thức xã hội như chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật, khoa học thì nó có sự tác động qua lại lẫn nhau. Và một cái tính độc lập tương đối nữa, đó là ý thức xã hội mặc dù bị tồn tại xã hội nó quyết định, nhưng ý thức xã hội có tính năng động tương đối, nó tác động trở lại đối với tồn tại xã hội. Thì đấy là những cái nội dung cơ bản ở phần trước chúng ta nghiên cứu. Bây giờ chúng ta nghiên cứu sang một nội dung nữa, đó là xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay. Thế thì hiểu được cái này gì, ý thức xã hội nó như vậy, chúng ta cần xây dựng một cái nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay như thế nào? Cái việc xây dựng cái nền tảng tinh thần của đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay ấy, thì chúng ta thấy là nó phải trên cơ sở của cái này gì là tồn tại xã hội. Mà đối với nước ta hiện nay, tồn tại xã hội ở đây muốn nói về cái đời sống vật chất, thì chúng ta phải thực hiện cái công cuộc này gì là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, và đồng thời chúng ta phải phát triển cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và trên cơ sở cái đời sống vật chất đó thì chúng ta xây dựng cái đời sống này gì là tinh thần của xã hội. Về mặt ý thức xã hội, xây dựng đời sống tinh thần người xã hội đây chính là gì? Xây dựng cái nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đấy là cái phần cơ bản chúng ta phải hiểu được cái gốc rễ của vấn đề như vậy. Thế còn việc xây dựng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và tính tất yếu của công cuộc xây dựng cái nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay thì vấn đề để đặt ra chúng ta cần phải thực hiện như thế nào? Thì nói về cái tính tất yếu của việc xây dựng nền tảng tinh thần của đồng gì của xã hội Việt Nam hiện nay. Nói về tính tất yếu của việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay. Thì việc xây dựng cái nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay đây là một tất yếu khách quan. Mà cái tất yếu khách quan này bởi những cái lý do như sau. Lý do như sau. Lý do thứ nhất đó là xuất phát từ vai trò đặc biệt. Xuất phát từ vai trò đặc biệt của văn hóa tinh thần trong công cuộc xây dựng xã hội mới. Trong công cuộc xây dựng xã hội mới. Chúng ta biết rằng mỗi một cái xã hội khác nhau thì bên cạnh cái đời sống vật chất thì có một cái đời sống tinh thần của nó. Bất cứ một xã hội nào nó cũng xây dựng một cái đời sống tinh thần theo cái hệ chuẩn của hệ tư tưởng của giai cấp bây giờ thống trị. Và đối với nước ta hiện nay xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta cũng phải là gì, xây dựng một cái đời sống tinh thần của một xã hội mới. Cho nên cái việc mà xây dựng cái đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay ấy, một cái đời sống tinh thần mới ấy, đây là một tất yếu khách quan. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai đó là xuất phát từ mối quan hệ giữa xây dựng kinh tế với phát triển văn hóa. Xuất phát từ cái mối quan hệ giữa xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa.
xây dựng văn hóa, tiến tới xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa ở nước ta. À, cái lý do thứ hai ấy, để mà thấy rằng là cái việc xây dựng cái đời sống văn hóa tinh thần nước ta hiện nay nó là một tất yếu khách quan, bởi vì xuất phát từ một cái mối quan hệ chúng ta cần phải giải quyết, đó là xây dựng kinh tế với phát triển văn hóa để tiến tới xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thì chủ nghĩa xã hội nước ta bên cạnh cái đời sống vật chất chúng ta xây dựng kinh tế thì chúng ta phải là gì ạ? Xây dựng cái đời sống văn hóa tinh thần. Một cái lý do thứ ba nữa đó là do những tác động tiêu cực của quá trình mở cửa hội nhập. Những tác động tiêu cực của quá trình mở cửa hội nhập và quá trình toàn cầu hóa. Chúng ta hiểu rằng hiện nay chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới đất nước thì chúng ta phải tiến hành là gì? Mở cửa hội nhập kinh tế với các nước, chúng ta phải thực hiện cái quá trình toàn cầu hóa. Nếu như chúng ta bế quan tỏa cảng, chúng ta không quan hệ kinh với các nước ấy, thì chúng ta không tiếp thu được thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và chúng ta cũng không thể là gì phát triển kinh tế được. Bắt buộc yêu cầu hiện nay bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển thì đều phải là gì ở hội nhập quốc tế thì mới có điều kiện, có khả năng phát triển để không tụt hậu. Nhưng bên cạnh cái quá trình mà chúng ta tiến hành là hội nhập quốc tế thì chúng ta thấy là những cái rác rưởi của cái xã hội tư bản và những mặt trái của cái nền văn hóa xấu ở các nước nó cũng là gì ở được tràn vào nước ta. Chúng ta tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ mới nhưng bên cạnh đó những cái mặt tiêu cực của nó cũng là gì ở len lỏi vào ở nước ta, vào xã hội ta. Thế thì chúng ta muốn ngăn chặn được nó thì chúng ta phải xây dựng một cái nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam mang tính độc lập, mang tính bản sắc dân tộc thì chúng ta mới có thể phát triển được. Đấy là lý do thứ ba. Và một cái lý do thứ tư nữa đó là đối với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Đối với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá, chúng luôn thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Chúng luôn thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, tấn công vào tư tưởng, lối sống. Tấn công vào tư tưởng, lối sống của xã hội ta. Chúng ta hiểu rằng đối với chủ nghĩa đế quốc với chủ nghĩa xã hội, đây là hai xã hội hoàn toàn đối lập nhau. Một bên chủ nghĩa đế quốc nó được xây dựng từ trên một cái cơ sở nền tảng kinh tế của nó là dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, mà tư liệu sản xuất đó giai cấp tư sản nắm quyền thống trị và có tư hữu thì hình thành bóc lột. Và ở xã hội tư bản thì nó đề cao giai cấp tư sản và giai cấp tư sản là kẻ thống trị trong xã hội, là kẻ áp bức bóc lột trong xã hội. Giai cấp tư sản không bao giờ muốn mất đi cái địa vị thống trị của mình. Còn đối với chủ nghĩa xã hội là một cái xã hội ấy, nó hoàn toàn không còn áp bức bóc lột nữa. Xây dựng một xã hội mới để tiến tới xóa bỏ cái áp bức bóc lột. Một cái xã hội dựa trên một cái chế độ công hiến về tư liệu sản xuất. Chúng ta hiểu rằng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa đế quốc hoàn toàn đối lập với nhau. Và chủ nghĩa đế quốc thấy là nếu để chủ nghĩa xã hội phát triển ấy, thì rõ ràng chủ nghĩa đế quốc sẽ diệt vong. Và chính vì thế cho nên là chủ nghĩa đế quốc trước đây ấy, nó đã sử dụng bạo lực để muốn ngăn chặn chủ nghĩa xã hội, muốn gì phá bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Nhưng chúng ta thấy qua đại chiến thế giới thứ nhất, thứ hai thì bằng bạo lực vũ trang không làm cho chủ nghĩa xã hội mất đi, mà trái lại chủ nghĩa xã hội này ngày càng phát triển. Cho nên chủ nghĩa đế quốc đã chuyển hướng cái cuộc chiến tranh đó không còn là gì là vũ trang, không phải là gì đề cao vũ trang nữa, mà bằng một cái là gì là chiến thuật mới, đó là chiến lược diễn biến hòa bình, một cuộc chiến tranh không có gói súng. Nhưng chúng ta hiểu rằng nó rất thâm độc
Và bằng cái chiến lược này ấy, thì nó đã phá được chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, ở Đông Âu và một số nước. Chính vì hiện nay chủ nghĩa đế quốc đang thực hiện một chiến lược diễn biến hòa bình, nó tấn công vào tư tưởng và lối sống ở đối với xã hội ta, thì chúng ta đòi hỏi phải xây dựng một cái đời sống văn hóa tinh thần của một xã hội mới nó vững chắc, thì chúng ta mới là gì, có thể là chống lại được cuộc chiến tranh đó. Chính vì thế cho nên việc xây dựng cái đời sống văn hóa tinh thần ở xã hội ta hiện nay, đây là một tất yếu khách quan. Khách quan thì đấy là chúng ta hiểu được công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và tính tất yếu của cái việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay. Thế thì để thực hiện vấn đề này ấy, thì chúng ta cần nhận thấy là cần phải thực hiện nó như thế nào. Chúng ta nghiên cứu sang một cái nội dung nữa, đó là một số vấn đề cơ bản, một số vấn đề cơ bản của việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay. Một số vấn đề cơ bản của việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay. À, nội dung này muốn lý giải một vấn đề là để xây dựng cái nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay ấy, thì chúng ta thực hiện những cái vấn đề cơ bản nào? Thì có mấy vấn đề cơ bản chúng ta cần phải thực hiện như sau. Vấn đề cơ bản thứ nhất, vấn đề cơ bản thứ nhất đó là kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội mới. Trong việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay. À, tức là chúng ta muốn xây dựng một cái nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay thì chúng ta phải kết hợp giữa cái truyền thống với cái hiện đại. Thế thì cái truyền thống với cái hiện đại được kết hợp như thế nào? Cụ thể như sau. Cụ thể như sau. Cái điểm thứ nhất chúng ta cần xác định đó là quá trình phát triển xã hội luôn có sự kết hợp chặt chẽ. Quá trình phát triển xã hội luôn có sự kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại. Giữa truyền thống và hiện đại. À, chúng ta hiểu rằng cái đời sống văn hóa tinh thần nó không phải được xây dựng từ trên một cái mảnh đất trống không, mà cái đời sống văn hóa tinh thần đó nó có được, nó phải được kết hợp kế thừa những cái tinh hoa văn hóa của những xã hội trước đó, và đồng thời để phát triển cho nó phù hợp với là gì, ở những điều kiện của xã hội mới, nghĩa là chúng ta phải kết hợp chặt chẽ giữa cái truyền thống và cái hiện đại. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa chúng ta cần hiểu đó là truyền thống là nền tảng của hiện đại. Truyền thống là nền tảng của hiện đại. Nếu không có nền tảng này, nếu không có nền tảng này thì không thể tiếp thu được những thành tựu hiện đại. Nếu không có nền tảng này thì không thể tiếp thu được những thành tựu hiện đại. À, điều này muốn nói là cái truyền thống ấy, thì đây là nền tảng của hiện đại. Cái hiện đại kia nó phải được xây dựng từ trên cơ sở nền tảng của cái truyền thống. Và nếu không có cái nền tảng của cái truyền thống ấy, thì chúng ta không thể tiếp thu được những cái thành tựu của cái hiện đại. Hiện đại. Rõ ràng chúng ta muốn xây dựng một cái tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, thì cái yêu nước xã hội nghĩa này nó phải được kế thừa từ trên cơ sở cái yêu nước này gì ở của trong chúng ta, của các thế hệ trước để lại. Có tiếp thu cái yêu nước của cha ông ta, của các thế hệ trước hiện đại để lại, đấy là cái nền tảng đó, thì chúng ta mới tiếp thu được cái này gì ở yêu nước xã hội chủ nghĩa. Một cái điểm thứ ba nữa chúng ta cần hiểu đó là hiện tại chính là kế thừa của truyền thống. Hiện tại chính là kế thừa của truyền thống. Phát triển nâng cao truyền thống.
phát triển, nâng cao truyền thống. Cụ thể cái yêu nước sách nghĩa chính là kế thừa những cái tinh thần yêu nước của cha ông ta, mà cái yêu nước của cha ông ta chúng hiểu rằng là nó đã có là bề dày cả gần 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Và rõ ràng cái yêu nước sách nghĩa này nó được xây dựng là gì ở trên cơ sở của yêu nước của cha ông ta, và nó được phát triển nâng lên ở một cái là gì ở tầm cao mới. Như vậy yêu nước sách nghĩa kế thừa từ tinh thần yêu nước của cha ông ta ở những cái thế hệ trước, và chúng ta là gì ở nâng cái tinh thần yêu nước đó lên là gì ở một cái này gì tầm cao mới, đó là yêu nước xã hội chủ nghĩa với gắn với cái tinh thần quốc tế vô sản, chứ không phải là yêu nước hẹp hòi như giai cấp địa chủ trước đây nữa. Một cái điểm nữa chúng ta cần hiểu đó là kết hợp hài hòa khắc phục những mâu thuẫn, kết hợp hài hòa khắc phục mâu thuẫn giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, khắc phục kết hợp hài hòa khắc phục mâu thuẫn giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại trong quá trình xây dựng xã hội mới, trong quá trình xây dựng xã hội mới. Tức là chúng ta xây dựng cái nền tảng tinh thần của một xã hội Việt Nam mới ấy, thì chúng ta phải kết hợp một cách hài hòa. Hài hòa ở đây là gì? Khắc phục mâu thuẫn giữa những yếu tố truyền thống, những cái điểm hạn chế của cái này gì ở truyền thống, điểm nào đó nó còn hạn chế thì chúng ta khắc phục. Và chúng ta là gì? Hiện đại trong cái quá trình xây dựng một cái xã hội mới, phát huy những cái điểm tích cực của cái văn hóa truyền thống để xây dựng một cái đời sống tinh thần của xã hội mới ở nước ta. Đấy là chúng ta lý giải một vấn đề là kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Một điểm nữa, một điểm vấn đề cơ bản nữa của việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay, đó là kế thừa phát huy các giá trị tinh hoa, kế thừa phát huy các giá trị tinh hoa trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, trong lịch sử tư tưởng Việt Nam gắn liền với tiếp thu các giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại, gắn liền với tiếp thu các giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Vấn đề cơ bản thứ hai trong cái việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay, đó là chúng ta phải kế thừa, phát huy các giá trị tinh hoa trong lịch sử tư tưởng của Việt Nam, với nó gắn liền với là gì? Tiếp thu các giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Cái sự kết hợp này như thế nào? Cái điểm thứ nhất đó là chúng ta phải kế thừa. Kế thừa là một quy luật phổ biến, chúng ta phải nhận thức một cách đúng đắn việc kế thừa nên một quy luật phổ biến của sự phát triển. Đó là một quy luật phổ biến của sự phát triển, có vai trò nổi trội trong sự phát triển, có vai trò nổi trội trong sự phát triển đời sống tinh thần của xã hội nói chung. Kế thừa đây nó là quy luật phổ biến của sự phát triển, và nó có vai trò nổi trội trong sự phát triển đời sống tinh thần của xã hội nói chung và của ý thức xã hội nói riêng. Nghiên cứu về tính độc lập tương đối của ý thức xã hội ở phần trước chúng ta hiểu rằng là ý thức xã hội nó có tính kế thừa, cho nên việc kế thừa cái ý thức của xã hội cũ, những cái tinh hoa của ý thức xã hội cũ, đây nó là quy luật phổ biến của sự phát triển. Và nếu như không có kế thừa cái quá khứ thì cũng không thể có nói đến là gì hiện tại được. Cho nên việc kế thừa đấy nó là một tất yếu.
Và cái điểm thứ hai nữa chúng ta cần phải hiểu về sự kế thừa, đó là kế thừa truyền thống dân tộc. Kế thừa truyền thống dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kế thừa truyền thống dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng đời sống tinh thần của xã hội. Trong việc xây dựng đời sống tinh thần của xã hội. Nhưng cũng là quá trình đầy phức tạp và khó khăn. Nhưng cũng là quá trình đầy tính phức tạp và khó khăn. Việc chúng ta kế thừa những cái giá trị văn hóa tinh thần của xã hội cũ để xây dựng một cái đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay thì kế thừa nó là một quy luật tất yếu, nhưng mà quá trình này ấy, nó không phải đơn giản, không phải là sự lắp ghép một cách là gì ở cơ học đơn giản mà có được, mà phải xác định đây là quá trình đầy rẫy những phức tạp và khó khăn. Kế thừa những cái tinh hoa thì những tinh hoa đó là gì, kế thừa nó như thế nào, những cái công việc đó nó khó khăn chứ không phải đơn giản. Đấy, cái điểm thứ hai chúng ta cần xác định. Và một cái điểm thứ ba nữa chúng ta cần xác định, đó là khi thực hiện kế thừa phải xây dựng được một hệ chuẩn mực, hệ chuẩn khoa học. Khi thực hiện kế thừa phải xây dựng được một hệ chuẩn khoa học để phân định đánh giá các giá trị, để phân định đánh giá các giá trị của quá khứ, loại bỏ những yếu tố lạc hậu, và nâng các giá trị truyền thống tốt đẹp, lên một tầm cao mới. Khi chúng ta thực hiện kế thừa thì chúng ta phải xây dựng được một cái hệ chuẩn khoa học, những cái điểm cần kế thừa, phân định điểm nào ấy là điểm tích cực cần kế thừa, điểm nào ấy chúng ta là gì ở không kế thừa. Chúng ta phải đánh giá được các giá trị của cái quá khứ, loại bỏ những yếu tố nó lạc hậu, và chúng ta là gì chúng ta nâng các giá trị truyền thống tốt đẹp lên một cái tầm cao mới, nó phù hợp với xã hội mới. Và một cái điểm thứ tư nữa, đó là trong việc xây dựng đời sống tinh thần của xã hội mới, bên cạnh việc kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc, bên cạnh việc kế thừa những giá trị truyền thống của dân tộc, cần tiếp thu, đẩy mạnh, mở cửa. Để tiếp thu các giá trị tư tưởng tiến bộ. Để tiếp thu các giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Điều này vừa làm phong phú thêm cho nền văn hóa của nhân loại. Vừa giúp mở rộng không gian tồn tại. Của các giá trị truyền thống của dân tộc. Khi chúng ta nói xây dựng một cái đời sống là gì ở văn hóa tinh thần của xã hội mới ở nước ta, thì bên cạnh chúng ta kế thừa những các giá trị tốt đẹp của là gì ở truyền thống dân tộc, nhưng mà chúng ta cũng đẩy mạnh cái việc là gì tiếp thu, mở cửa để tiếp thu các giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại.
Nếu như chúng ta bế quan tỏa cảnh, chúng ta không là gì kế thừa những tinh hoa văn hóa của nhân loại, thì cái đời sống tinh thần của chúng ta nó khô cằn ngay. Và chúng ta thấy là những thế hệ trước của cha ông ta, chúng ta thấy là nền văn hóa dân tộc luôn được là gì kế thừa những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Chúng ta thấy tư tưởng của Phật giáo được truyền bá vào Việt Nam rất sớm. Những cái tư tưởng của Nho giáo, tư tưởng của Lão giáo, chúng ta thấy này cũng đã được gì truyền bá Việt Nam rất sớm. Và việc tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại ấy, thì nó làm phong phú cái đời sống văn hóa tinh thần ở nước ta. Và rõ ràng ấy, nó giúp mở rộng cái không gian tồn tại của các giá trị truyền thống của dân tộc ta. Thì đấy là cái điểm thứ hai, vấn đề cơ bản thứ hai cần phải giải quyết, đó là chúng ta phải kế thừa phát huy giá trị tinh hoa trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, gắn với tiếp thu các giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Đó là vấn đề thứ hai, vấn đề cơ bản thứ hai. Vấn đề cơ bản thứ ba của việc xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay, đó là phát huy tinh thần khoa học và cách mạng. Phát huy tinh thần khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp đổi mới, À, cái nội dung thứ ba này muốn lý giải ấy, đó là chúng ta xây dựng một cái nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay đòi hỏi chúng ta phải phát huy tinh thần khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin. Khi nói về chủ nghĩa Mác Lênin, Hồ Chủ tịch có đánh giá là bây giờ học thuyết nhiều, tư tưởng nhiều, nhưng học thuyết chân chính nhất đó là chủ nghĩa Mác Lênin. Đó là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, một cái hệ tư tưởng tiến bộ nhất trong cái giai đoạn hiện nay. Giai đoạn này hình nó còn tồn tại nhiều cái tư tưởng khác nhau, nhưng mà tư tưởng được đánh giá là tiến bộ nhất thì chúng ta phải nói đến chủ nghĩa Mác Lênin. Vì chính vì có chủ nghĩa Mác Lênin mà cách mạng nước ta mới là gì tìm được ra con đường đi đúng đắn, mới thoát khỏi là gì cái đêm tối nô lệ kéo dài cả gần trăm năm ở nước ta. Chúng ta phát huy tinh thần khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, rồi chúng ta là gì tiếp thu tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh đây chính là cái việc kế thừa những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và văn hóa nhân loại với chủ nghĩa Mác Lênin. Thế thì cái việc phát huy này như thế nào thì cụ thể như sau: ba cái điểm mà chúng ta cần phải thực hiện. Cái điểm thứ nhất đó là tăng cường học tập lý luận, tuyên truyền giáo dục vận dụng sáng tạo. Và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, trở thành nền tảng, và kim chỉ nam, cho nhận thức hành động, của toàn Đảng và toàn nhân dân. Cái việc thứ nhất để phát huy cái tinh thần khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thì đó là chúng ta phải tăng cường ấy, cái công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền giáo dục vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho cái hệ tư tưởng của Đảng trở thành nền tảng và kim chỉ nam cho nhận thức, cho hành động của toàn Đảng và toàn nhân dân. Đấy là cái việc làm thứ nhất.
Việc làm thứ hai đó là phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lý luận, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lý luận, nghiên cứu sâu rộng, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lý luận, nghiên cứu sâu rộng, và có những bổ sung về lý luận, và có những bổ sung về lý luận để làm phong phú kho tàng tri thức của chủ nghĩa Mác Lênin, để làm phong phú kho tàng tri thức của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, trong tình hình mới. Như vấn đề đảng cầm quyền, như vấn đề đảng cầm quyền, vấn đề nhà nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vân vân. Như vậy cái việc làm thứ hai để phát huy cái tinh thần khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong cái sự nghiệp đổi mới hiện nay, thì chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lý luận, nghiên cứu sâu rộng và có những bổ sung về mặt lý luận để làm phong phú kho tàng tri thức chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong cái tình hình mới. Tại sao như vậy? Thì chúng ta hiểu rằng đối với chủ nghĩa Mác Lênin thì đây là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân. Một cái hệ tư tưởng đánh giá nó là cách mạng nhất, nó là khoa học nhất, nó là đúng đắn nhất. Nhưng mà không phải là nó đã hoàn bị được. Như Lenin đã từng nói là gì? Chúng ta không được hề coi chủ nghĩa Mác như một cái gì xong xuôi hẳn. Trái lại, đối với chúng ta, cần phải tiếp tục bổ sung phát triển, hoàn thiện hơn nữa nếu như chúng ta không muốn trở thành những người lạc hậu. Lạc hậu. Lý luận phản ánh thực tiễn, Marx, Engels, Lenin đưa ra cái lý luận của mình nhưng trong một cái bối cảnh từ ở những cái thế kỷ cuối thế kỷ giữa và cuối thế kỷ 19 rồi đến là gì thế kỷ 20 và bây giờ sang thế kỷ 21 thực tiễn nó đã có sự thay đổi và nghiên cứu phần thống nhất giữa lý luận thực tiễn. Lý luận thì phản ánh thực tiễn, khi thực tiễn đã có sự thay đổi thì lý luận cũng cần phải có sự thay đổi để phản ánh cho nó kịp thời và phản ánh một cách đúng đắn. Thực tiễn của tình hình mới rõ ràng ấy, thời đại ngày nay có những cái bước, có những cái sự thay đổi thì cái lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin đòi hỏi cũng cần phải bổ sung phát triển để làm sao nó phản ánh đúng với thực tiễn hiện nay. Trong cái việc làm thứ hai để phát huy tinh thần khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin tưởng mình ấy, thì chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lý luận, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu một cách sâu rộng những và để có những cái bổ sung lý luận đối với chủ nghĩa Mác Lênin, làm cho là gì chủ nghĩa Mác Lênin nó là gì hoàn thiện hơn, nó đúng đắn hơn, nó đáp ứng được với là những yêu cầu của tình hình mới, nhất là một số vấn đề nó đặt ra trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay. Đó là vấn đề đảng cầm quyền, đó là vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đó là vấn đề con đường đi lên là gì chủ nghĩa xã hội nước ta, đó là vấn đề là gì xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vân vân. Đấy là việc làm thứ hai. Một cái việc làm thứ ba nữa để phát huy tinh thần khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Minh, đó là cần phải khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, cần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong một bộ phận cán bộ đảng viên, trong một bộ phận cán bộ đảng viên với những biểu hiện dao động về lý tưởng, với những biểu hiện dao động về lý tưởng, mục tiêu và con đường, mục tiêu và con đường phát triển của dân tộc, phát triển của dân tộc, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận thành quả cách mạng.
đối với chủ nghĩa đế quốc trong cái chiến lược diễn biến hòa bình, thì nó muốn phá bỏ được chủ nghĩa xã hội, muốn đập đổ được chủ nghĩa xã hội, thì cái khâu đột phá đầu tiên của chủ nghĩa đế quốc nó đưa ra đó là phải là gì? Làm sao đó làm cho chủ nghĩa Mác Lênin nó sụp đổ. Khi mà chủ nghĩa Mác Lênin sụp đổ, đối với cán bộ, đối với đảng viên không còn tin vào chủ nghĩa Mác thì cũng không còn tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nữa. Và chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua, nhất là cái tình trạng khi mà Liên Xô rồi các nước xã hội nghĩa Đông Âu sụp đổ ấy, thì người ta nghi ngờ chủ nghĩa Mác và người ta nghi ngờ cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng sự mất đi của sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ở Đông Âu đấy không phải là sự sụp đổ của hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin. Đấy là những cái sai lầm của các nước xã hội nghĩa, của các đảng cộng sản các nước đó vấp phải, cho nên dẫn đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Thế thì một số bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay đã dao động về mặt tư tưởng, không còn tin vào cái sự phát triển của chủ nghĩa xã hội nữa, thì làm sao đó chúng ta phải khắc phục được tình trạng này, đó là khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong nội bộ, trong một bộ phận của cán bộ đảng viên ở nước ta hiện nay. Đấy là ba cái việc mà chúng ta cần phải thực hiện để phát huy tinh thần khoa học của cách mạng, của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cái sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Thì đó là chúng ta đã xây dựng nghiên cứu xong cái nội dung thứ ba là xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay. Và đồng thời như vậy chúng ta cũng là kết thúc được cái bài thứ bảy về nói về ý thức xã hội. Chỉnh chúng ta nữa đó là chúng ta nghiên cứu về triết học, về con người. Về nội dung cơ bản của cái chương này ấy, chúng ta nghiên cứu bốn vấn đề chính. Một, đó là khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử, tức là tìm hiểu xem là từ khi là gì ở có triết học ra đời đến nay thì các trường phái triết học khác nhau đã lý giải vấn đề con người như thế nào. Nội dung thứ hai, tức là chúng ta nghiên cứu về quan điểm của triết học Mác Lênin về vấn đề con người. Nội dung thứ ba, đó là chúng ta nghiên cứu về vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh. Và cái nội dung thứ tư chúng ta nghiên cứu đó là vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Đấy là bốn nội dung chúng ta cần phải đi giải quyết trong cái chương cuối cùng này. Chúng ta đi vào nghiên cứu từng cái nội dung một. Về nội dung thứ nhất, nói về khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử. Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử. Triết học ra đời từ cái thời cổ đại và từ thời kỳ cổ đại cho đến nay ấy, thì đã có nhiều cái trường phái triết học khác nhau lý giải về vấn đề con người. Trước tiên chúng ta tìm hiểu đó là quan niệm về con người trong triết học phương Đông. Quan niệm về con người trong triết học phương Đông. Đối với triết học phương Đông ấy, thì chúng ta hiểu rằng là nói đến triết học ở Ấn Độ, ở Trung Quốc thì tư tưởng về con người tồn tại ở tất cả các quốc gia lớn nhỏ ở phương Đông. Và đặc biệt ở đây ấy, là nó tồn tại trong những cái tư tưởng các nhà triết học ở Trung Quốc và ở Ấn Độ cổ đại. Thế thì ở thời kỳ Ấn Độ, Trung Quốc cổ đại ấy, thì đã quan niệm vấn đề này như thế nào? Chúng ta nghiên cứu trước tiên là những cái tư tưởng của các nhà triết học ở Trung Quốc cổ đại lý giải về vấn đề con người. Thì ở Trung Quốc cổ đại ấy, chúng ta thấy là có một sự nổi bật là các nhà triết học như Mạnh Tử, như Tuân Tử, như Lão Tử, như Khổng Tử lý giải về vấn đề con người. Và các ông
đưa ra những cái cách lý giải khác nhau. Cụ thể, đối với nhà triết học thứ nhất đó là Mạnh Tử. Thì đối với Mạnh Tử, trong quan điểm của ông cho rằng con người sinh ra vốn là thiện. Nhưng mà do ở chỗ là gì? Không biết tu dưỡng, không chịu và do chịu ảnh hưởng của những tập quán xấu xa lên con người xa dần với cái tốt và con người chuyển sang là gì ở cái xấu. À, như vậy Mạnh Tử lý giải đối với con người chúng ta thì khi mà sinh ra vốn là con người là gì ở thiện, tức là những con là như mang những cái phẩm chất nó tốt tốt. Nhưng do ở chỗ là gì? Những cái cá nhân mà không biết tu dưỡng lại không chịu là gì ở rèn luyện mà lại chịu ảnh hưởng của những tập quán xấu xa, nên là những con người đó xa dần với cái thiện và đi sang là gì, chuyển hướng sang cái là gì, cái xấu. Đấy là quan niệm của Mạnh Tử lý giải về con người như vậy. Đến một cái nhà triết học thứ hai đó là Tuân Tử. Thì đối lập với Tuân Tử, Mạnh Tử cho con người sinh ra vốn là thiện, thì Tuân Tử này cho rằng là gì? Con người sinh ra vốn là ác. Thế nhưng mà theo Tuân Tử ấy, mặc dù con người sinh ra vốn là ác, nhưng mà con người có thể cải biến được. Mà muốn cải biến được cái ác kia thì phải chống lại với cái ác, thì con người mới trở lên là gì? Thiện. Con người mới tốt hơn. À, như vậy Tuân Tử đưa ra một quan điểm lại hoàn toàn đối lập Mạnh Tử. Mạnh Tử cho rằng con người sinh ra là thiện, thì Tuân Tử con người cho rằng con người sinh ra là ác. Mạnh Tử cho rằng là gì? Con người vốn dĩ là thiện, nhưng mà do không tu dưỡng, do chịu ảnh hưởng những cái tập quán xấu xa của xã hội nên con người xa dần cái thiện và đi vào cái là gì, cái ác. Còn Tuân Tử này cho rằng con người sinh ra vốn là ác, nhưng mà cái ác đó thì lại có thể là gì, cải biến được, và con người phải chống lại cái ác thì con người mới trở thành là gì, thiện và tốt hơn. Đấy là quan điểm của Mạnh Tử, của Tuân Tử. Một cái nhà triết học thứ ba nữa ở thời kỳ cổ đại của Trung Hoa đó là Lão Tử. Lão Tử thì Lão Tử quan điểm là gì? Con người sinh ra từ đạo, con người sinh ra từ đạo, do vậy con người phải sống vô vi theo lẽ tự nhiên. Do vậy con người phải sống vô vi theo lẽ tự nhiên. Tức là Lão Tử cho rằng là đối với con người, cái bản tính con người ấy, thì do ở chỗ con người sinh ra từ đạo, cho nên chính cái đạo kia ấy, thì nó là cái quyết định đến con người. Cho nên con người sinh ra như thế nào thì cứ như vậy mà sống theo một cái lẽ tự nhiên đã được một cái lực lượng siêu nhiên là đạo nó quyết định rồi. Thế hỏi đạo là gì? Thì Lão Tử cho rằng đạo là một cái gì đấng hư vô mà con người không biết được. Nhưng chính cái không biết đó, cái đạo đó thì lại quyết định đến là gì ở con người. Con người trong một cách lý giải như vậy thì Lão Tử đã rơi vào quan điểm duy tâm khách quan, phải tin vào một cái lực lượng siêu nhiên huyền bí không biết nó là cái gì, lại cho rằng nó quyết định đối là gì ở con người, và con người sinh ra cứ là gì sống theo cái vốn dĩ của cái tự nhiên, cái đạo nó chi phối. Còn một cái nhà triết học nữa, một nhà triết học nổi tiếng đó là Khổng Tử. Thì Khổng Tử cho rằng bản chất con người là do thiên mệnh. Thiên mệnh. Tức là do trời định ấy. Và chính cái thiên mệnh đó nó chi phối quyết định con người. Nó chi phối quyết định con người. Nhưng mà đối với Lão Tử này cho rằng là chứ con người muốn thành đạt ấy, thì con người phải đi học tập tu dưỡng, tu dưỡng. À, trong cái tư tưởng Khổng Tử chúng ta thấy là gì, nó có sự mâu thuẫn cho rằng bản chất con người là do thiên mệnh nó quyết định, do trời quyết định, và đây Khổng Tử cũng cho rằng trời là một đấng hư vô, nhìn thì không thấy, sờ thì không được, ngửi cũng không được, nó là cái bên ngoài con người, ngoài xác là người, và nó chi phối đến là gì ở bản chất của con người. Thế nhưng ngày Khổng Tử lại đi đưa ra một cái tư tưởng nó là gì à, mâu thuẫn với là gì cái tư tưởng ban đầu của ông, mặc dù cho rằng là gì con người
bản chất do thiên mệnh quyết định. Nhưng Khổng Tử lại cho rằng con người muốn thành đạt thì con người cần phải là gì? Học tập tu dưỡng. Và trong cái tư tưởng của Khổng Tử nói về học tập tu dưỡng ấy, chúng ta thấy lại có những cái điểm tích cực tiến bộ nếu chúng ta nghiên cứu sâu về cái tư tưởng giáo dục của Khổng Tử. Và như vậy đối với Khổng Tử thì bản thân trong tư tưởng của ông ta đã có những cái mâu thuẫn. Một mặt thì cho rằng bản chất con người do là thiên mệnh, do trời định. Mặt khác lại cho rằng con người muốn thành đạt, muốn là gì, đạt được cái này là kia thì lại phải là gì, học tập tu dưỡng. Thì rõ ràng ấy, trong tư tưởng đó đã thể hiện cái mâu thuẫn. Thì đấy là chúng ta tìm hiểu một số những cái tư tưởng của các nhà triết học Trung Hoa cổ đại lý giải về vấn đề con người. Còn đối với các nhà triết học Ấn Độ lý giải về vấn đề con người như thế nào? Thì chúng ta tìm hiểu về đối với các nhà triết học Ấn Độ cổ đại. Trong cái triết học Ấn Độ cổ đại khi lý giải về con người ấy, thì có mấy cái nội dung mà chúng ta cần phải nắm như sau. Cái điểm thứ nhất, đối với triết học Ấn Độ cổ đại ấy, thì cho rằng trung tâm là vấn đề con người, là triết lý nhân sinh. À, trong những cái tư tưởng triết học về con người của Ấn Độ cổ đại thì trung tâm của nó đó là vấn đề con người, là vấn đề triết lý nhân sinh, lý giải về vấn đề bản chất con người. Và cái thứ hai nữa là theo các nhà triết học thời của Ấn Độ cổ đại thì cho rằng muốn hiểu thế giới phải hiểu mình. Hiểu mình, bản thân con người. Tức là đối với con người chúng ta muốn hiểu được cái bên ngoài cái thế giới kia thì trước tiên phải hiểu bản thân mình. Và cái nội dung thứ ba nữa đó là trong triết học Ấn Độ cổ đại lý giải vấn đề con người thì hướng tới sự giải thoát. Hướng tới sự giải thoát và con đường giải thoát cho con người. Mà cụ thể tư tưởng triết học trong thì của Phật giáo ấy, thì đã nói đến là một cái thuyết gọi là thuyết tứ diệu đế. Tứ diệu đế thời gian không có cho nên là chúng ta lược qua để nắm những cái điểm cơ bản như vậy thôi. Cái quan niệm về con người trong triết học phương Tây trước Mác. Thì đối với triết học phương Tây trước Mác ấy, thì chúng ta cũng phải nghiên cứu ở những cái thời kỳ khác nhau. Đó là thời kỳ cổ đại. Thì thời kỳ cổ đại có một số nhà triết học và có một số tư tưởng đã lý giải về con người như sau. Cụ thể là đối với chủ nghĩa tâm và tôn giáo ở phương Tây thì coi con người là do thần linh, do thượng đế sinh ra, cho rằng con người nó thần địa thần linh thượng đế sinh ra. Cuộc sống của con người là do đấng tối cao an bài quyết định. Đúng rồi. Rồi, thì biết rồi, ở chú đang giảng rồi nha. Rồi. Ở chúng ta đi tìm hiểu một cái trường phái thứ nhất đó là quan điểm duy tâm một tôn giáo. Thì quan điểm duy tâm một tôn giáo ở thời kỳ cổ đại lúc đó các nhà triết học cho rằng là gì? Con người là do thần linh, do thượng đế sinh ra và cuộc sống của con người ấy là do đấng tối cao an bài quyết định, là do thần linh, do thượng đế quyết định. Cụ thể trong tôn giáo ở Thiên Chúa giáo khi lý giải về vấn đề con người thì mới lý giải thế này. Khi họ lý giải về thế giới ấy, về vấn đề bản thể luận, họ cho rằng là có ba cái thế giới khác nhau. Một là thiên đàng, hai là trần gian và ba là địa ngục.
thiên đàng ấy, thì nơi đó là có thượng đế ở trên đó. Thế thì có một ngày rảnh rỗi thượng đế không nhàn cư không việc làm ấy, thì nghĩ ra việc sáng tạo thế giới mới, mới sáng tạo ra thế giới trần gian của ông ta, cái nơi mà con người đang ở đây ấy, gọi là trần gian. Trần gian, cái trần gian là nơi thử thách con người, người nào sống trần gian không phạm tội sau này lên thiên đàng được sống, và người nào mà ở trần gian này phạm tội thì sau này phải là gì, đầy xuống địa ngục, và muốn bước vào thế ngục thì phải đi qua một cái cầu, cầu rất trơn và rất khó đi, người nào chỉ cần sảnh chân một cái té chân cầu thì dưới chân cầu đã có bầy chó ngao chờ sẵn rồi, và khi mà nó té xuống đó bầy chó ngao viên thịt và cuộc đời chấm dứt. Và trong kinh thánh của Thiên giáo khi lý giải về cái thế trần gian của chúng ta, cái nơi con người đang sống ấy, thì kinh thánh có lý giải này, có một cái ngày rảnh rỗi thượng đế không có việc làm nhàn cư thì mới nghĩ ra cái việc sáng tạo là thế giới ấy, một cái thế giới mới, đó là trần gian của chúng ta. Thế thì thượng đế sáng tạo trần gian của chúng ta hết tất cả là 6 ngày đêm. Ngày đầu tiên thượng đế sáng tạo sự sáng sự tối, tức là bây giờ chúng ta gọi ngày và đêm ấy. Và sau khi có sáng tối rồi ấy, thì thượng đế thấy này chưa đủ, thì ngày thứ hai thượng đế mới sáng tạo ra bầu trời, cái bên trên chúng ta nhìn thấy cái gọi bầu trời ấy, thì ngày thứ hai thượng đế sáng tạo ra, và có trên thì phải có dưới, thì ngày thứ ba thượng đế mới sáng tạo ra thì trái đất, và thấy trái đất nó trơn tru như vậy cũng chưa được, cho nên ngày thứ tư thượng đế mới sáng tạo ra gì, cỏ cây muôn loài. Cỏ cây muôn loài, và chúng ta quen gọi là gì, à, loài động vật và thực vật ấy. Và khi mà sáng tạo ra cỏ cây muôn loài rồi thì thượng đế lại nghĩ rằng gì, trong tất cả các loài kia ấy, thì phải có một cái loài nào đó hơn là gì, nó khôn hơn tất cả các loài kia, và để khả năng ngự trị các loài kia, thì đến ngày thứ sáu thượng đế mới sáng tạo ra, đó là ông Adam và bà Eva, tức là sáng tạo ra con người chúng ta. Và cái người đầu tiên thượng đế sáng tạo là ông Adam và bà Eva, thì trong kinh thánh mới lý giải này, thượng đế là dùng hai cái vật liệu chính, đó là đất sét và cành cây để sáng tạo ông Adam và bà Eva. Đầu tiên thượng đế dùng đất sét cành cây sáng tạo ông Adam trước, hoàn chỉnh cơ thể ông Adam rồi thì bắt đầu là gì, tạo ra bà Eva. Mà khi tạo ra bà Eva thì thượng đế lại không tính toán, cho nên là lúc đó đất sét cũng thiếu mà cành cây cũng thiếu. Mà chính vì thiếu đất sét thiếu cành cây trên cơ thể người đàn ông người đàn bà ấy, chúng ta thấy là gì, có điểm khiếm khuyết khác nhau. Người đàn ông được sáng tạo trước chân về mặt cơ thể hoàn hảo hơn, người đàn bà thì do ở chỗ này sáng tạo sau, chân thiếu đất sét thiếu cành cây, cho về mặt cơ thể chỗ thừa chỗ thiếu chỗ lồi chỗ lõm là như vậy. Và sau khi đã sáng tạo ông Adam và bà Eva rồi ấy, thì thượng đế chưa phải nó đưa trần gian này sống, đầu tiên còn cho sống ở trên thiên đàng kia, thổi vào linh hồn vào hai con người này và cho sống thiên đàng. Thế nhưng mà khi ở thiên đàng ấy, thì thượng đế rất là quan tâm chiều chuộng Adam và Eva. Trên thiên đàng có một cái loài gọi là loài quỷ dữ, nó thấy là tối ngày thượng đế quan tâm chiều chuộng Adam và Eva, ít khi thượng đế ngó ngàng với tụi nó, cho nên nó mới mang một cái lòng ghen ghét, nó nghĩ rằng chỉ vì ông Adam và bà Eva mà thượng đế không quan tâm đến tụi nó, cho nên là cái loài quỷ dữ đó ấy, nó mới nghĩ ra một kế để nó ám hại ông Adam và Eva. Thế thì ở trên thiên đàng có một cái vườn gọi vườn trái cấm, ai ăn phải trái đó thì sẽ phạm trọng tội, mà phạm trọng tội thì không được sống thiên đàng nữa mà phải đầy xuống trần gian để sống. Và chính vì thế cho nên một hôm bà Eva đi chơi về, đi ngang cái vườn trái cấm đó, thì cái loài quỷ dữ kia nó mới hái một cái trái cấm, nó dỗ ngon dỗ ngọt bà Eva, nó nói là ai ăn được trái này sẽ sống trường sinh bất tử, không bao giờ chết. Bà Eva nhìn thấy trái chín đỏ đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy, nghe hay như vậy, rất muốn ăn, nhưng tính nhút nhát người phụ nữ cho nên không dám ăn, cầm cái trái đó về đưa cho ông Adam thuật lại toàn bộ cái lời quỷ dữ nó nói. Và khi mà thuật lại những cái lời quỷ dữ nói như vậy, ông Adam lại nghe thấy nó hay quá, nhìn trái chín đỏ đẹp như vậy hấp dẫn quá, tính sống nổi người đàn ông cắn thử một miếng nào. Vừa mới cắn thử một miếng thì loài quỷ dữ kia đi báo thượng đế, và ngay lập tức là gì, thượng đế xuất hiện. Khi thấy thượng đế xuất hiện thì ông Adam và bà Eva biết là gì, mình phạm tội rồi. Ông Adam lúc đó biết là gì, à, mình phạm tội, muốn ói cái này gì à, miếng đó ra thì không được, bởi vì nó là cho nuốt hơi sâu, mà nuốt vô thì sẽ là gì, phạm trọng tội,
cho nên là cái miếng trái cấm nó mới đong lại cổ chân chúng ta nhìn thấy đấy. Cổ người đàn ông, người đàn bà ấy, nó có điểm khác nhau. Cổ người đàn bà thì phẳng phiu đẹp đẽ như vậy, nhưng cổ người đàn ông bao giờ cũng cũng có cái cục gồ ghề ở cổ, thì cái cục gồ ghề đó chính là một cái miếng đong của trái cấm. Sau khi ông Adam bà Eva phạm trọng tội như vậy, loài quỷ dữ kia nó thì đối với thượng đế thì mới là gì, thấy là gì, hai con người này đã phạm trọng tội thì không được sống thiên đàng nữa, mới đẩy hai con người đó xuống trần gian để thử thách. Và khi xuống trần gian để thử thách như vậy thì hai con người này đã ăn ở với nhau, sinh con đẻ cái, dần dần nó trở thành xã hội loài người đông đúc như hiện nay. Đó là cách lý giải của những người theo Thiên Chúa giáo về là gì? Nguồn gốc con người chúng ta. Cho nên đối với chủ nghĩa tâm và đối với tôn giáo thì cái cách giải thích ấy cho rằng thần linh thượng đế sinh ra con người, và đối với bản chất con người là do thần linh thượng đế quyết định. Nhưng thần linh thượng đế kia là ai? Đấng siêu nhiên con người không biết được mà cho rằng là gì quyết định đến con người, thì rõ ràng về mặt lý luận đó chúng ta thấy là gì, không thể tin cậy được. Đó. Một quan niệm nữa chúng ta cần nhận thức đó là chủ nghĩa duy vật. Đối với chủ nghĩa vật thời cổ đại ở phương Tây, mà cụ thể nhà triết học Pythagore, thì ông quan niệm ông cho rằng con người là thước đo của vũ trụ. Con người là thước đo của vũ trụ. Như vậy đối với Pythagore thì không tin vào thần linh thượng đế, và trong cho rằng là đối với con người chúng ta ở đây đây chẳng qua là gì, là thước đo của vũ trụ. Tất cả những cái gì đó tinh hoa, cái gì đó của vũ trụ này ấy, thì được kết tinh ở gì, ở trong con người, trong con người. Chúng ta tìm hiểu sang một quan niệm nữa, đó là quan niệm của các nhà triết học ở thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 ở phương Tây. Thì ở thế kỷ 15, 18 ở phương Tây ấy, thì chúng ta thấy là nó có những cái trường phái triết học khác nhau đối duy tâm và duy vật, và duy tâm giải thích khác, duy vật cũng giải thích khác. Cụ thể đối với chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa tâm ở thế kỷ 15, 18 ở phương Tây ấy, thì cho rằng bản chất con người là nhỏ bé yếu ớt. Bản chất con người là nhỏ bé yếu ớt và phụ thuộc vào lực lượng siêu nhiên quyết định, và phụ thuộc vào lực lượng siêu nhiên quyết định. Đối với chủ nghĩa tâm ở cái giai đoạn thế kỷ 15, 18 ấy, thì lúc đó họ là hạ thấp về cái bản chất con người. Con người của chúng ta là một sinh linh nhỏ bé, con người của chúng ta là một sinh linh yếu ớt, và hoàn toàn là do cái lực lượng siêu nhiên quyết định. Và rõ ràng trong cái cách lý giải như vậy thì không thấy được cái là gì, sức mạnh của con người, không thấy được những cái nội tâm vĩ đại của con người như thế nào. Còn đối với chủ nghĩa duy vật ở giai đoạn này, cụ thể là chủ nghĩa vật máy móc ấy, thì lại cho rằng bản chất con người mang bản chất cơ học. Bản chất con người mang bản chất cơ học. Hoạt động của con người là hoạt động cơ học giống như máy móc. Đối với hoạt động của con người chúng ta là hoạt động cơ học giống như máy móc. Thì thế kỷ 15, 18 là thời kỳ phục hưng của khoa học. Mà trong các khoa học phát triển nhất giai đoạn đó, đó là vật lý. Mà trong vật lý thì cái ngành vật lý phát triển nhất đó là cơ học, và chịu ảnh hưởng thì tư tưởng của các nhà vật lý, mà cái ảnh hưởng tư tưởng là gì của thì cơ học của vật lý, thì các nhà triết học cho rằng đối với con người của chúng ta nó có những cái bộ phận, và cái bộ phận đó cũng giống như là gì, cái máy, và con người của chúng ta cũng chỉ là một cái cỗ máy thôi, và sự hoạt động đó thì cũng như hoạt động của máy móc. Thì đó là điểm này lý giải chúng ta thấy là cũng không thể là tin cậy được, bởi vì con người của chúng ta có những bộ phận khác nhau, nhưng các bộ phận đó không phải là gì giống như hoạt động của máy móc được. Đó. Đối với con người ấy, nó hoạt động, nó có những cái bản chất xã hội của nó,
nó có những cái điều ấy mà rõ ràng không thể máy móc nào thay thế được, cho nên là lý giải như quan điểm duy vật máy móc ấy thì cũng không lý giải đúng về bản chất con người. Chúng ta tìm hiểu sang một cái quan điểm nữa, đó là triết học cổ điển Đức, một cái trường phái triết học của phương Tây, là triết học cổ điển Đức. Thì đối với triết học cổ điển Đức ấy, thì có những cái trường phái triết học khác nhau đại diện cho hai cái trường phái là duy vật và duy tâm ấy, với hai nhà triết học tiêu biểu đó là Hegel và Phương Bách. Thì cụ thể đối với Hegel thì ông cho rằng con người là hiện thân của ý niệm tuyệt đối. Với nhà triết học Hegel thì cho rằng con người là hiện thân của ý niệm tuyệt đối. Đời sống con người chỉ được xem xét về mặt tinh thần. Đời sống con người chỉ được xem xét về mặt tinh thần. Hegel cho rằng đối với con người chúng ta, nó là hiện thân của ý niệm tuyệt đối. Hỏi ý niệm tuyệt đối là gì? Thì Hegel cho rằng ý niệm tuyệt đối là một cái lực lượng siêu nhiên huyền bí mà con người không thể biết được. Và chỉ biết rằng chính ý niệm tuyệt đối đó đã quyết định đến đời sống của con người. Và đối với con người chúng ta chỉ được xem xét về mặt tinh thần mà thôi. Với một cách lý giải nó huyền bí như vậy thì rõ ràng cũng không thể tin cậy được. Nói ý niệm tuyệt đối là lực lượng thần bí siêu nhiên con người không biết được, nhưng lại nói là gì, nó quyết định đến con người, thì rõ ràng không có một cái cơ sở khoa học mà không thể tin được. Một cái nhà triết học thứ hai đó là Phương Bách. Thì đối với Phương Bách là một cái nhà triết học duy vật trong triết học cổ điển Đức, ông cho rằng con người là con người tự nhiên, con người là con người tự nhiên, con người sinh học, con người sinh học, con người phụ thuộc vào hoàn cảnh, con người phụ thuộc vào hoàn cảnh, chịu sự chi phối của hoàn cảnh, chịu sự chi phối của hoàn cảnh. Feuerbach là một cái nhà duy vật. Bản thân ta khi lý giải vấn đề tự nhiên thì rất duy vật, cho rằng thế giới này không có thần linh thượng đế tạo ra, thế giới này nó tồn tại một cách độc lập, khách quan. Nhưng khi lý giải vấn đề xã hội, vấn đề con người ấy, thì Phương Bách này có những hạn chế. Hạn chế của Phương Bách đó là ông ta theo cái trường phái duy vật, nhưng duy vật máy móc, cho rằng con người nó là con người tự nhiên, con người sinh học. Và con người này do hoàn cảnh này gì ấy chi phối, nó quyết định đến bản chất con người. Cho một cái câu nói nổi tiếng của này gì của Feuerbach, đó là con người ấy, nếu như ở nhà tranh thì mang tâm hồn nhà tranh, ở nhà tường ấy thì mang tâm hồn nhà của nhà cái nhà xây bằng tường, tức là hoàn toàn cái điều kiện hoàn cảnh như thế nào ấy, quyết định đến bản chất con người là như vậy. Như vậy thế chúng ta thấy là với một cách lý giải như vậy thì đã lý giải không đúng về bản chất con người. Con người cũng do hoàn cảnh này chi phối, nhưng mà nó không phải quyết định hoàn toàn đến cái bản chất của con người. Hiện thực khách quan là A khi tác động vào con người, nó cho ta một cái nội dung ấy, thì có thể là A phẩy, có khi là A phẩy, có khi là A B, chứ không phải hoàn toàn giống như máy hình, là sự sao chép chụp lại một cách máy móc. Cho nên Feuerbach cũng lý giải không đúng về bản chất con người. Còn đối với các nhà triết học ở Tây Âu cổ đại, ở Tây Âu hiện đại ấy, đối với các nhà triết học ở phương Tây hiện đại cụ thể như rằng một cái nhà triết học nó Barthes, thì đối với Barthes là người mà sáng lập cái chủ nghĩa hiện sinh.
Thì theo quan điểm của ông, đối với Peirce cho rằng con người là vấn đề trung tâm. Con người là vấn đề trung tâm của những suy tư triết học. Ở trung tâm của những suy tư triết học. Trọng tâm là bản tính, thân phận. Trọng tâm là bản tính, thân phận. Là thế giới nội tâm. Và thế giới nội tâm. Quan hệ giữa con người và hoàn cảnh sống. Quan hệ giữa con người và hoàn cảnh sống. Peirce cho rằng con người ở đây ấy, nó là vấn đề trung tâm của những suy tư triết học, và trọng tâm là nói đến bản tính, nói đến thân phận, nói đến thế giới nội tâm, nói đến quan hệ giữa con người với hoàn cảnh sống. Đối với Peirce, trong cái học thuyết của ông ta thì chúng ta hiểu rằng nó có một số những ưu điểm nhất định thôi, nhưng mà nhìn chung ấy, nếu mà đi nghiên cứu sâu vào, chúng ta hiểu rằng là cái học thuyết này ấy, thì nó có những cái hạn chế rất lớn, và nó lý giải cũng không đúng về cái bản chất của con người. Chúng ta nếu có điều kiện sau này chúng ta nghiên cứu sâu về những cái học thuyết này. Thế thì đánh giá về những cái ưu điểm, cái hạn chế của các nhà triết học phương Tây trước Marx thì chúng ta đi nhận xét đánh giá như sau. Nói về ưu điểm, đó là các nhà triết học phương Tây trước Marx ấy, thì đã xác định con người là vấn đề xuyên suốt lịch sử trong tư tưởng triết học. Về mặt ưu điểm ấy, thì chúng ta nhận thấy là đối với tư tưởng triết học trong lịch sử đã xác định được con người là vấn đề xuyên suốt lịch sử tư tưởng triết học. Nhưng mà nhược điểm ấy, đó là cách xem xét của các nhà triết học phương Tây ấy, thì chúng ta thấy là nó phiến diện trong phương pháp tiếp cận. Cái hạn chế ở đây đó là nó phiến diện trong cái phương pháp tiếp cận. Lý giải các vấn đề triết học về con người. Hạn chế ở chỗ là phiến diện trong cái phương pháp tiếp cận lý giải các vấn đề triết học về con người. Thì đấy là đánh giá về cái ưu cái nhược của các nhà triết học phương Tây trước Marx. Chúng ta đi nghiên cứu sang cái nội dung thứ hai, đó là quan điểm triết học Marx Lenin về con người. Quan điểm triết học Marx Lenin về con người. Về thời gian có hạn, tôi chỉ điểm qua những cái quan niệm triết học của các nhà triết học trước Marx cổ đại ở phương Đông, phương Tây lý giải về vấn đề con người. Từ thời cổ đại, trung đại rồi đến là gì? Thời kỳ cận đại đã lý giải vấn đề con người. Có thời gian chúng ta là gì? Ở nghiên cứu sâu hơn, đọc giáo trình và nghiên cứu sâu hơn về những tư tưởng đó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang quan niệm triết học Marx Lenin về con người. Thì theo quan điểm của triết học Marx Lenin về con người ấy, đã chỉ ra mấy nội dung cơ bản như sau. Nội dung thứ nhất đó là cho rằng con người là một thực thể thống nhất giữa hai mặt sinh học và xã hội. Đối với con người ấy, thì đây là thực thể thống nhất giữa mặt sinh học và về mặt xã hội. Sự thống nhất giữa sinh học và xã hội ở con người như thế nào? Thì cụ thể như anh Gen khẳng định, anh Gen chỉ ra này. Anh Gen nó chỉ ra này. Con người là một bộ phận của giới tự nhiên. Giới tự nhiên là thân thể vô cơ của con người. Con người sống bằng giới tự nhiên. Như vậy ở đây nói về vấn đề con người ấy, thì đây là sự thể thống nhất của hai cái mặt. Một là mặt sinh học và hai nữa đó là mặt xã hội.
cái mặt sinh học con người được thể hiện trong gen đánh giá là gì? Mác và gen chỉ là con người là bộ phận của giới tự nhiên, tức là con người chúng ta không thể tách ra khỏi tự nhiên được. Mà con người chúng ta là gì? Đây là một bộ phận của giới tự nhiên, nhưng đồng thời giới tự nhiên là thân thể vô cơ của con người. Nghĩa là con người muốn tồn tại, muốn sống được thì phải là gì? Gắn với cái giới tự nhiên đó, không thể tách ra được. Còn đối với con người của chúng ta sống thì bằng giới tự nhiên, bằng giới tự nhiên. Đấy là điều mà Mark Angren đã chỉ ra. Chúng ta đi phân tích về điểm đó, phân tích hai mặt. Thứ nhất về mặt sinh học của con người, để thấy cái sự thống nhất giữa là gì, sinh học với là gì ở xã hội như thế nào. Về mặt sinh học của con người, thứ nhất đó là xét về nguồn gốc. Xét về nguồn gốc, con người là sản phẩm tiến hóa lâu dài của giới tự nhiên. Xét về mặt nguồn gốc, con người là sản phẩm tiến hóa lâu dài của giới tự nhiên. Đúng, chúng ta hiểu rằng khi trái đất của chúng ta mới hình thành, lúc đó chưa có con người. Con trái đất chỉ là một cái cõi hoang vu thôi. Trong các lớp khí quyển thì chỉ có một số nguyên tố học. Đó là carbon, hydro, oxy và nitơ. Và trong lòng đất thì có một số kim loại nó tồn tại. Trái đất mới hình thành, các núi lửa hoạt động, kim loại, các khi mà núi lửa hoạt động nó đẩy trào kim loại ra bên bề mặt trái đất, và chính kim loại nó kết hợp với các nguyên tố học là gì ở trong là gì khí quyển, và nó hình thành những cái hợp chất, và sau đó dần dần ấy, thì nó hình thành cái gì ở cái chất sống đầu tiên ở trên trái đất, đó là hạt cô oai sứ vàng. Và từ cô oai sứ vàng mới hình thành sinh vật đơn bào, sinh vật đa bào, động vật đến thực vật, đến động vật cấp thấp, động vật cấp cao, và cao nhất là gì ở vượn người, và sau đó thì mới đến là gì con người. Con người, cho nên xét về mặt nguồn gốc, con người đây là sản phẩm tiến hóa của giới tự nhiên là như vậy. Giới tự nhiên đi từ chưa sự sống đến sự sống, từ sự sống cấp thấp đến sự sống cấp cao, và cao nhất là vượn người, và sau đó chuyển hóa thành con người. Đấy là cái điểm thứ nhất mà quan điểm triết học Mác Nin chỉ ra mặt sinh học của con người. Mặt sinh học con người nó thể hiện cái điểm thứ hai, đó là con người luôn chịu tác động bởi những quy luật sinh học. Con người luôn chịu tác động bởi những quy luật sinh học để tạo thành phương diện sinh học của con người. Con người luôn chịu tác động bởi những quy luật sinh học để tạo thành phương diện sinh học của con người. À, đối với con người của chúng ta, về mặt cấu trúc cơ thể, nó có nhiều những cái bộ phận mà cũng giống như các loài động vật khác vào. Và nó tuân theo những cái quy luật của sinh học. Ví dụ như quy luật về đồng hóa, về dị hóa, về hoạt động về hệ thống thần kinh, về là gì các hoạt động khác về mặt sinh học. Thì con người đối với mặt sinh học nó cũng giống như là gì ở một số những cái cơ thể động vật khác, nó do những quy luật của sinh học nó chi phối. Còn về mặt xã hội ấy, mặt xã hội con người nó thể hiện ở chỗ đó là con người luôn chịu sự tác động bởi những quy luật tâm lý ý thức. Con người luôn chịu sự tác động bởi những quy luật tâm lý ý thức. Trong quá trình hình thành tư tưởng, tình cảm, khát vọng. Trong quá trình hình thành tư tưởng, tình cảm, khát vọng, mục tiêu, lý tưởng, niềm tin và ý chí. Tình cảm, khát vọng, mục tiêu, lý tưởng, niềm tin và ý chí. Đối với con người về mặt sinh học thì nó cũng giống như một số cơ thể động vật khác. Nhưng con người khác với các loài vật khác, nó có mặt thứ hai mà các loài động vật khác không có được, đó là về mặt xã hội. Mặt xã hội nó thể hiện ở chỗ đó là con người luôn chịu sự tác động bởi những quy luật tâm lý ý thức trong quá trình hình thành tư tưởng, tình cảm, khát vọng, mục tiêu, lý tưởng, niềm tin và ý chí. Những mặt này đối với các loài động vật khác thì không thể có được. Về cái điểm thứ hai, đó là
Các quy luật xã hội luôn quy định mối quan hệ giữa con người với con người. Các quy luật xã hội luôn quy định mối quan hệ giữa con người với con người. Trong quá trình lao động sản xuất, trong quá trình lao động sản xuất, à, mặt thứ hai về mặt xã hội của con người mà đối với các loài động vật khác nó không thể có được, đó là các quy luật của xã hội luôn quy định cái mối quan hệ giữa con người với con người. Quy luật quan hệ xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực sản xuất, quy luật mối quan hệ biến chứng như cơ sở tầng và kiến trúc tầng, vân vân. Và đó là con người, mối quan hệ giữa con người với con người trong cái quá trình lao động sản xuất biểu hiện ở ba cái mối quan hệ cơ bản: quan hệ đối sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ trong việc tổ chức phân công xã hội, quan hệ trong việc phân phối sản phẩm lao động xã hội ra. Những mặt đó đối với các loài động vật khác không thể có được. Về cái điểm thứ ba nữa về mặt xã hội của con người, đó là tư duy của con người phát triển, tư duy của con người phát triển trong hoạt động xã hội, trong hoạt động xã hội và giao tiếp xã hội, và giao tiếp xã hội trước hết là trong hoạt động lao động sản xuất, trước hết là trong hoạt động lao động sản xuất. À, con người khác với con vật ở chỗ là gì? Con người có tư duy, mà cái tư duy của người ở đây nó được phát triển trong cái hoạt động xã hội, trong cái hoạt động giao tiếp xã hội, mà trước hết đó là hoạt động lao động sản xuất. Những cái hoạt động này chúng thấy là gì? Các con vật nó không thể có được. Quan hệ đối với sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ đối với việc phân công lao động xã hội, quan hệ đối với việc phân phối sản phẩm lao động xã hội ra, những cái đó chỉ có con người mới có, còn đối với các loài động vật khác không không có. Thì đấy là chúng ta đã thấy được hai cái mặt trong cái bản chất con người. Con người là thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội. Nghiên cứu về bản chất thứ nhất này của con người, chúng ta cần chú ý như sau. Chú ý mấy cái điểm chú ý như sau. Chú ý thứ nhất, đó là con người không thể thoát ly khỏi đặc tính sinh học tự nhiên vốn có. Con người không thể thoát ly khỏi đặc tính sinh học tự nhiên vốn có. Nên bây giờ chúng ta nói là để này với con người khác hoàn toàn đối với con vật mà không còn có một cái điểm giống gì con vật nữa, thì nó phải thoát ly đi những cái này gì là vấn đề của tự nhiên vốn có của nó. Thì chúng ta thấy là chỉ không thể thoát được, mà con người vẫn là một cái cơ thể động vật có mặt giống như các cơ thể động vật khác, đó là về mặt sinh học, sinh học. Cho nên con người không thể thoát ly khỏi cái đặc tính sinh học tự nhiên vốn có. Chứ thứ hai nữa, đó là con người sinh học không bao giờ thoát ly khỏi con người xã hội. Con người sinh học không bao giờ thoát ly khỏi con người xã hội. À, mặc dù có những cái điểm giống như các cơ thể động vật khác, nhưng con người ấy, chúng ta thấy là khác cơ thể động vật khác. Đó là con người không bao giờ thoát ly khỏi con người xã hội. Và nếu thiếu đi cái mặt xã hội của con người ấy, thì lại không trở thành con người được nữa, không mang bản chất con người nữa. Đó. Đấy là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba, đó là yếu tố sinh học và yếu tố xã hội hòa quyện thống nhất với nhau. Yếu tố sinh học và yếu tố xã hội hòa quyện thống nhất với nhau, cùng góp phần tạo ra bản chất con người, cùng góp phần tạo ra bản chất và nét đặc thù của mỗi cá nhân riêng biệt, góp phần tạo ra bản chất người,
tạo ra bản chất người và nét đặc thù của mỗi cá nhân riêng biệt. Và ở đây mặt sinh học chỉ là điều kiện cần thôi, mặt sinh học là điều kiện cần, còn mặt xã hội là điều kiện đủ, mặt xã hội là điều kiện đủ. À, như vậy con người là thể thống nhất giữa hai cái mặt sinh học và xã hội, thì cái sinh học ấy thì nó là điều kiện cần, còn cái mặt xã hội là điều kiện đủ để thấy là gì, con người nó khác với là gì, các loài động vật khác. Chúng ta nghiên cứu sang một vấn đề nữa, đó là các cấp độ khác nhau trong cái tiếp cận về con người. Các cấp độ khác, nhưng các cấp độ khác nhau nó. Cấp độ thứ nhất đó là cá nhân. Con người với tư cách là cá nhân. Thì cá nhân là chỉnh thể đơn nhất. Đối với cá nhân ấy, thì nó là chỉnh thể đơn nhất. Khi nói cá nhân cũng nói nên gì vấn đề con người. Nhưng cá nhân là chỉnh thể đơn nhất. Vừa mang tính cá biệt. Vừa mang tính cá biệt. Vừa mang tính phổ biến. Vừa mang tính phổ biến. Là chủ thể của lao động. Là chủ thể của lao động. Của quan hệ xã hội. Của quan hệ xã hội. Và của nhận thức. Và của nhận thức. Nhằm thực hiện chức năng cá nhân và chức năng xã hội. Nhằm thực hiện chức năng cá nhân và chức năng xã hội. Trong một giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử xã hội. Trong một giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử xã hội. À, khi nói đến cá nhân ở đây thì cá nhân nó là chỉnh thể đơn nhất, và cái chỉnh thể đơn nhất này nó vừa mang tính cá biệt vừa mang tính phổ biến, nó là chủ thể của lao động. Khi nói đến cá nhân thì tức là chúng ta nói đến một cái chủ thể cụ thể của lao động, của quan hệ xã hội và của nhận thức hiện thực với chức năng cá nhân và chức năng xã hội. Cho nên cá nhân ở đây ấy, thì đây nó một cá thể người trong một cái cộng đồng người. Mỗi bản thân chúng ta là một cá nhân. Còn cái khái niệm thứ hai nói về nhân cách. Thì nhân cách ở đây được hiểu nó là khái niệm chỉ bản sắc độc đáo riêng biệt của mỗi cá nhân. Nhân cách. Đây là khái niệm chỉ cái bản sắc độc đáo riêng biệt của mỗi cá nhân, là nội dung và tính chất bên trong của mỗi cá nhân, là nội dung và tính chất bên trong của mỗi cá nhân. Đấy, cho nên khi nói đến nhân cách tức là chúng ta nói đến cái bản sắc độc đáo, cái bản sắc riêng biệt ở mỗi cá nhân, mà đối với những cái điểm đó con người đó có mà không có ở người khác. Ví dụ chúng ta nói đến nhân cách của Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì rõ ràng nhân cách Hồ Chí Minh là cái điểm bản sắc độc đáo, cái bản sắc riêng biệt mà chỉ có ở Hồ Chí Minh có, mà nó không có ở những người khác. Đây thể hiện cái sự khác biệt giữa Hồ Chí Minh với những con người khác. Bản sắc độc đáo, tính riêng biệt của mỗi cá nhân thì đấy được hiểu là nhân cách. Còn xã hội, xã hội, xã hội được hiểu theo hai cái bình diện. Xã hội được hiểu theo hai bình diện. Bình diện thứ nhất, đó là trên bình diện rộng, hẹp khác nhau. Xét trên bình diện rộng, hẹp khác nhau. Rộng nhất là xã hội loài người. Khi nói đến xã hội thì ở cái phương diện rộng, tức là xã hội loài người. Và xã hội loài người ở đây là nói đến toàn nhân loại. Toàn nhân loại. Sau đó là hệ thống xã hội như quốc gia, dân tộc. Nếu nó hẹp ấy, thì nói đến là gì? Là đối với quốc gia, đối với dân tộc, xã hội của gắn với quốc gia, dân tộc. Như vậy, xã hội xét trên bình diện rộng, hẹp khác nhau. Rộng là toàn nhân loại, hẹp là gì? Quốc gia, dân tộc.
Và xét bình diện thứ hai là xét trên bình diện quan hệ con người. Xã hội xét trên bình diện quan hệ con người là toàn bộ những mối quan hệ, là toàn bộ những mối quan hệ trong đó con người hình thành và phát triển, trong đó con người hình thành và phát triển. Quan hệ sản xuất là mối quan hệ cơ bản trong các mối quan hệ xã hội. Quan hệ sản xuất là mối quan hệ cơ bản trong các mối quan hệ xã hội. À, xã hội được hiểu ở góc độ thứ hai là trên bình diện quan hệ con người. Nó là toàn bộ những cái quan hệ trong đó con người hình thành, con người phát triển. Và trong những quan hệ đó thì quan hệ sản xuất là quan hệ cơ bản nhất trong các mối quan hệ xã hội của con người. Nghiên cứu về các cấp độ khác nhau về con người, chúng ta phải thấy được cái mối quan hệ, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Nói về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Về quan hệ thứ nhất, đó là quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội, là một quan hệ giữa cá nhân và xã hội. À, như vậy khi nói đến quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội thì chúng ta phải hệ lợi ích, mà chính quan hệ lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội thì đây là nền tảng của quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Cái mối quan hệ thứ hai chúng ta phải nắm đó là trong mỗi hình thái kinh tế xã hội, trong mỗi hình thái kinh tế xã hội do trình độ văn minh khác nhau, do trình độ văn minh khác nhau nên mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội khác nhau, nên mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội khác nhau về nội dung và hình thức biểu hiện. Về nội dung hình thức biểu hiện, à, quan hệ lợi ích cá nhân lợi ích xã hội thì đây là nền tảng của quan hệ cá nhân xã hội, nhưng quan hệ cá nhân xã hội ở các xã hội nó không giống nhau, mỗi hình thái kinh tế xã hội khác nhau, do trình độ văn minh khác nhau nên mối quan hệ cá nhân và xã hội nó khác nhau về nội dung, nó khác nhau về hình thức biểu hiện. Đấy là cái điểm hai chúng ta cần chú ý. Với cái điểm thứ ba nữa cần chú ý là trong xã hội xã hội nghĩa, trong xã hội xã hội nghĩa, lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội không đối lập tách rời nhau, không đối lập tách rời nhau mà giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội có sự kết hợp hài hòa, giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội có sự kết hợp hài hòa. Ở những cái xã hội tồn tại chế độ tư hữu tư lợi suất, tồn tại áp bức bóc lột thì rõ ràng lợi ích cá nhân, lợi ích xã hội không thể hài hòa với nhau được. Nhưng ở dưới chủ nghĩa xã hội, dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, cho nên giữa lợi ích cá nhân, lợi ích xã hội thì nó không đối lập nhau. Lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích này gì xã hội nó được kết hợp hài hòa với nhau, hài hòa với nhau. Và nếu hiểu theo cái nghĩa này, chúng ta thấy là một cái khẩu hiệu trước đây chúng ta hay nói là tất cả vì chủ nghĩa xã hội, thì khẩu hiệu đó nó có phù hợp không? Phù hợp hay không ạ? À, chúng ta thấy là gì? Nếu một đưa ra một cái khẩu hiệu như vậy nghe tưởng chừng như rất cách mạng, nhưng mà thực ra nó lại không phù hợp. Bởi vì nếu như mà hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể đi mà chỉ vì cái lợi ích xã hội, tất cả vì chủ nghĩa xã hội thôi, thì rõ ràng là nó không được kết hợp hài hòa. Chính vì thế cho nên là giai đoạn hiện nay
không thấy là gì nói đến là gì ở tất cả vì chủ nghĩa xã hội nữa, mà chúng ta thường bây giờ phải nói là kết hợp hài hòa giữa ba lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội. Chúng ta tìm hiểu xong một nội dung nữa, nói về bản chất con người. Bản chất con người, khi nói về bản chất con người ấy, thì Marx có chỉ ra, Marx nói này, bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt, cho rằng đây không phải là cố hữu cái bên trong cái sẵn có của con người. Trong tính hiện thực của nó, bản chất của con người là tổng hòa những quan hệ xã hội. Marx cho rằng trong cái tính hiện thực của nó thì cái bản chất của con người nó là tổng hòa của những quan hệ xã hội. Thế thì khi nói bản chất con người là tổng hòa của quan hệ xã hội thì điểm này được hiểu như thế nào? Như nào? Thì chúng ta đi tìm hiểu về cái bản chất đó. Đang chẳng qua đang bạn. Khi nói bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội thì vấn đề này được hiểu như sau. Hiểu như sau. Về cái điểm thứ nhất, con người là bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, được hiểu là gì? Những quan hệ xã hội được thể hiện, những quan hệ xã hội được thể hiện trong toàn bộ hoạt động cụ thể của con người. Những quan hệ xã hội được thể hiện trong toàn bộ hoạt động cụ thể của con người. Cụ thể quan hệ sản xuất, quan hệ chính trị, quan hệ pháp quyền, quan hệ đạo đức, vân vân. Thì tất cả những cái quan hệ xã hội đều được thể hiện trong toàn bộ hoạt động cụ thể của con người. Đấy là cái điểm thứ nhất, nói về bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Và cái điểm thứ hai để thấy được bản chất con người tổng hòa các mối quan hệ xã hội, bởi vì là gì? Là không có con người trừu tượng. Không có con người trừu tượng. Mà chỉ có những con người sống hoạt động. Mà chỉ có những con người sống hoạt động trong một xã hội nhất định. Trong một xã hội nhất định. Trong những điều kiện lịch sử nhất định. Không có con người trừu tượng mà chỉ có những con người sống hoạt động trong xã hội nhất định, trong những điều kiện lịch sử nhất định. Chúng ta thấy là khi nói đến con người thì không có một con người trừu tượng chung chung ở chung trong xã hội người ở đâu đó, mà chỉ có những con người cụ thể mà cái con người đó sống hoạt động trong một cái xã hội nhất định và trong những điều kiện nhất định, điều kiện lịch sử nhất định, nó gắn với điều kiện lịch sử cụ thể của nó. Cho nên bản chất con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội là như vậy. Và cái điểm thứ ba nữa để thấy con người tổng hòa các mối quan hệ xã hội đó là xem xét bản chất của một con người, xem xét bản chất của một con người cũng như của một dân tộc, cũng như của một dân tộc đều phải xuất phát từ quan hệ xã hội, đều phải xuất phát từ những quan hệ xã hội. Khi chúng ta muốn xem xét bản chất một con người nào đó cũng như bản chất một dân tộc nào đó thì chúng ta phải xuất phát từ những quan hệ xã hội, và trên cơ sở những quan hệ xã hội đó thì chúng ta mới hiểu được cái con người cụ thể, vì con người nó gắn với là gì ở xã hội. Và cái điểm thứ tư nữa, bản chất con người không phải là cái bất biến. Bản chất con người không phải là cái bất biến mà nó không ngừng vận động biến đổi,
mà nó không ngừng vận động biến đổi theo sự phát triển của xã hội. Theo sự phát triển của xã hội. Có nghĩa là đối với bản chất con người không phải là một cái chiều tượng bất biến, nó hình thành rồi và nó cứ tồn tại mãi như vậy, mà bản chất con người ở đây nó gắn với xã hội, cho nên khi xã hội mà thay đổi ấy, thì bản chất con người nó cũng có sự biến đổi theo, biến đổi theo. Và từ trên cơ sở của bốn điểm đó, Marx mới chỉ ra bản chất của con người nó là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội là như vậy. Nghiên cứu về con người, chúng ta cần nghiên cứu thêm một cái nội dung nữa, đó là vấn đề giải phóng con người. Giải phóng con người. Thế thì quan điểm duy tâm và quan điểm của tôn giáo nói vấn đề giải phóng con người như thế nào? Đối với quan điểm duy tâm và tôn giáo khi nói đến giải phóng con người thì họ có quan điểm như sau. Họ cho rằng giải phóng con người là giải phóng về mặt tâm linh. Giải phóng con người là giải phóng về mặt tâm linh. Để con người có thể đạt được cuộc sống cực lạc vĩnh cửu. Để con người có thể đạt được cuộc sống cực lạc vĩnh cửu ở kiếp khác ngoài cuộc sống trần thế. Ở kiếp khác ngoài cuộc sống trần thế. Sự giải phóng này không có tính hiện thực. Sự giải phóng này không có tính hiện thực mà mang tính hư ảo. Mà mang tính hư ảo. Như sự an ủi đền bù về mặt tinh thần cho con người. Như sự an ủi đền bù về mặt tinh thần cho con người. Quan niệm duy tâm tôn giáo thì cho rằng cái cuộc sống của con người đang gì hiện thực đây ấy, thì nó chỉ là sống tạm thôi. Mà giải phóng cho con người chính là giải phóng về mặt tâm linh, về mặt tinh thần. Để con người có một cái cuộc sống vĩnh hằng. Con người sống ở một cái nơi mà gọi là cực lạc vĩnh cửu ở kiếp khác chứ không phải là cuộc sống hiện tại, hiện tại. Mà rõ ràng một cái quan niệm như vậy ấy, nó là huyền bí và khó hiểu. Nói một cuộc sống con người là gì? Là vĩnh cửu ở kiếp khác. Thì kiếp khác ở đâu, cái vùng, cái cõi vĩnh cửu đó như thế nào ấy, thì rõ ràng không thể lý giải được. Còn con người ở trong cái xã hội tư bản chủ nghĩa, con người trong xã hội tư bản chủ nghĩa, thì đối với con người trong xã hội tư bản chủ nghĩa thì chúng ta thấy đó là con người với tư cách là sản phẩm tất yếu. Con người với tư cách là sản phẩm tất yếu của các quan hệ xã hội tư bản bị tha hóa nặng nề. Con người với tư cách là sản phẩm tất yếu của các quan hệ xã hội, của các quan hệ xã hội tư bản bị tha hóa nặng nề. Sở dĩ như vậy bởi vì con người trong xã hội tư bản chủ nghĩa thì dựa trên cơ sở kinh tế là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, duy trì cái áp bức bóc lột, thì con người nó bị tha hóa một cách nặng nề như Marx đánh giá. Cái tha hóa nặng nề đó nó biểu hiện như sau. Đó là lao động làm con người đánh mất bản thân mình. Lao động làm người lao động, đối với lao động ấy, thì nó làm cho người lao động đánh mất mình trong hoạt động người, đánh mất mình trong hoạt động người, nhưng lại tìm thấy mình trong hoạt động vật, lại tìm thấy mình trong hoạt động vật.
Bởi vì xã hội tư bản định nghĩa dựa trên yếu tư hữu và tư liệu xuất, người lao động chỉ là người làm thuê bị áp bức bóc lột. Chính vì bị áp bức bóc lột làm thuê cho người khác, cho các chủ tư bản, cho nên người lao động ấy đã đánh mất bản thân mình trong cái hoạt động người, và lại tìm thấy là gì, bản thân mình trong cái hoạt động vật. Con người nó trở thành những công cụ, những máy móc thao tác trong sợi dây chuyền mà không thấy ý nghĩa xã hội con người. Đấy cái điểm nhất. Cái điểm thứ hai đó là lao động làm đảo lộn các quan hệ của con người, của người lao động. Đối với lao động trong cái xã hội tư bản định nghĩa thì cái lao động đó làm đảo lộn các quan hệ của người lao động. Từ cái việc sở hữu tư liệu sản xuất, từ cái việc quan hệ đối với việc tổ chức phân công lao động xã hội, từ cái việc là gì phân phối sản phẩm lao động xã hội ra, cái lao động đó đã làm đảo lộn các quan hệ của người lao động. Và cái thứ ba nữa đó là lao động làm cho người lao động bị phát triển què quặt, lao động làm cho người lao động bị phát triển què quặt, tức là con người trở thành những cái cỗ máy, trở thành những cái bộ phận, trở thành những linh kiện, chứ không phải hoạt động đúng với nghĩa là gì, là vừa hoạt động vừa là gì có quan hệ xã hội nữa. Cho nên dẫn đến một cái hiện tượng là gì, là tha hóa con người. Cho nên đối với người lao động ở xã hội tư bản định nghĩa thì bị tha hóa. Thì vấn đề đặt ra đối với triết học Lenin nói về vấn đề giải phóng con người, được cái phương thức và lực lượng để giải phóng con người. Từ chỗ ở trong xã hội tư bản, người lao động bị tha hóa như vậy, vấn đề đặt ra là cần phải giải phóng con người. Thì mục đích giải phóng con người là gì? Mục đích giải phóng con người là gì? Mục đích thứ nhất là bất kỳ sự giải phóng nào, bất kỳ sự giải phóng nào cũng bao hàm ở chỗ là nó trả thế giới con người, nó trả thế giới con người, những quan hệ của con người về với bản thân con người, về với bản thân con người. Tức là chúng ta khi nói đến giải phóng người lao động thì làm sao đó người lao động không còn bị áp bức bóc lột, không phải trở thành những công cụ như các công cụ lao động khác nữa, và ở đây phải trả là gì, cái thế giới con người, những quan hệ con người về với bản thân con người. Và cái điểm thứ hai đó là giải phóng con người là giải phóng con người khỏi lao động bị tha hóa. Giải phóng con người là giải phóng con người thoát khỏi lao động bị tha hóa. Người lao động không còn là công cụ, không còn là phương tiện, không còn bị áp bức bóc lột nữa. Cái phương thức, cái lực lượng để giải phóng con người như thế nào? Nói đến phương thức và lực lượng để giải phóng con người thì theo quan điểm triết học Lenin, giải phóng con người là xóa bỏ người bóc lột người. Khi nói đến giải phóng người tức là chúng ta phải xóa được, bỏ được cái chế độ người bóc lột người, xóa bỏ tha hóa để con người về với chính mình, xóa bỏ tha hóa để con người trở về với chính mình, phát triển bản tính chân chính của con người, phát triển bản tính chân chính con người. Muốn vậy phải xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Ở dưới chủ nghĩa tư bản, con người bị tha hóa bởi vì là gì? Nó dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, dẫn đến hình thành chế độ người bóc lột người. Cho nên muốn giải phóng con người thì chúng ta phải là gì? Là xóa bỏ cái chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Mới xóa bỏ là áp bức bóc lột, mới giải phóng được con người. Và cái thứ hai nữa đó là mỗi con người phải nhận thức được, mỗi con người phải nhận thức được và tổ chức được lực lượng xã hội.
mỗi con người phải nhận thức được và tổ chức được lượng xã hội thì giải phóng con người mới thực hiện được. Thì giải phóng con người mới thực hiện được. Và ở đây chúng ta thấy rằng là giai cấp vô sản là người thực hiện giải phóng con người. Giai cấp vô sản là người thực hiện giải phóng con người. Ở cái điểm thứ hai, quan niệm triết học Marx chỉ ra cái phương thức, cái lực lượng để giải phóng con người. Để giải phóng con người thì mỗi một con người phải nhận thức được và tổ chức được cái lực lượng xã hội để giải phóng con người. Mà cụ thể ở đây, giai cấp vô sản, đây là cái người để thực hiện giải phóng con người. Người thực hiện làm cách mạng vô sản, xóa bỏ chế độ tư hữu, tư liệu sản xuất, xóa bỏ cái áp bức bóc lột và như vậy mới giải phóng được con người. Thì đấy là chúng ta hiểu được vấn đề giải phóng con người trong triết học Marx Lenin. Chúng ta nghiên cứu sang một cái nội dung thứ ba. Đó là vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Thế để hình thành cái tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thì những cái cơ sở nào để hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh? Về cái nội dung này thì để tiết sau chúng ta tiếp tục, chúng ta giải lao ít phút nha. Chúng ta giải lao khoảng 15 20 phút thì đó thôi. Sau đó chúng ta lại tiếp tục nha. Lớp nghe được không? Tôi sẽ phổ biến về cái nội dung mà chúng ta viết tiểu luận và giải đáp những cái vấn đề mà các em xem có thắc mắc gì không, tôi sẽ giải đáp luôn nha. Như vậy chúng ta đã hiểu rồi cái vấn đề bản chất con người theo quan niệm triết học Marx. Thế thì đối với Hồ Chí Minh, cái tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người như thế nào? Đây cũng là cái nội dung mà chúng ta cần nghiên cứu vào. Hồ Chí Minh là tiếp thu những tư tưởng của chủ nghĩa Marx, vận dụng cái tư tưởng đó vào bây giờ điều kiện hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. Thế thì tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người như thế nào? Trước khi đi nghiên cứu nội dung tư tưởng của mình về vấn đề con người ấy, thì ở đây chúng ta phải tìm hiểu về cái cơ sở hình thành tư tưởng của mình về vấn đề con người. Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người được hình thành dựa trên những cái cơ sở tư tưởng như sau. Thứ nhất đó là tiếp thu quan niệm về con người của chủ nghĩa Marx Lenin. Tiếp thu quan niệm về con người của chủ nghĩa Marx. Mà ở cái nội dung thứ trước ấy, chúng ta đã nghiên cứu ấy, thì quan niệm triết học Marx về vấn đề con người là thể thống nhất giữa là gì? Mặt sinh học và mặt xã hội. Hai cái mặt này nó thống nhất với nhau trong con người. Đối với lại sinh học mà cũng không được tuyệt đối hóa vấn đề xã hội con người, mà đây là sự là gì? Thống nhất của hai cái mặt sinh học xã hội và sinh học và xã hội về vấn đề con người. Trong đó mặt xã hội là mặt chủ yếu để quyết định con người nó khác với các loài động vật khác. Nó phương Đông ấy, chúng ta biết là cái tư tưởng ảnh hưởng nhiều nhất đó là tư tưởng của Khổng Tử